cái bao tử của xe 7870 lắp được cho cái nén luôn. Cái bao tử nguyên zin các bạn, rất là đẹp. Đây, bao tử còn rất là đẹp nha. Bao tử này thì nó có hai phần, một phần là bao tử với một phần là còi. Đây là phần còi này, kho này còn càng ban đêm đó, càng vẫn còn kêu nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu lấy bao tử, các bạn liên hệ trên số điện thoại phía trên màn hình. Những anh em nào phương thức mua hàng thì những anh em nào ở xa, các bạn vui lòng chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Còn những anh em nào ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop của mình để lấy. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện, còn ở gần thì qua trực tiếp bên shop lấy nha. Để theo dõi kênh video phụ tùng riêng này, các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng. Bên mình thường xuyên cung cấp những cái linh kiện phụ tùng riêng xe cấp dành cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hey, xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh phụ tùng riêng xe cấp. Và đây là cái mặt nạ của xe cấp 7870 mắm tôm nha các bạn. Còn rất là đẹp, nước sơn còn zin luôn này các bạn. Đây, nước sơn còn zin và cái bóng đèn sương mù ở bên trong vẫn còn sáng nha. Đấy, vẫn còn sáng. Đấy, rất là đẹp, dành cho anh em gắn xe. Anh em nào bị thiếu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Dây điện zin nè, dây điện zin, nước sơn zin, rất là đẹp. Như anh em là có nhu cầu, các bạn liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Có thể gọi nhắn tin trong Zalo hoặc là gọi trực tiếp. Nhớ anh em ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy, còn ở xa thì chuyển khoản, bên mình ship bưu điện, bên mình không bán ship code nha các bạn. Chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Còn anh em ở khu vực Sài Gòn cứ qua trực tiếp bên shop để lấy hàng giúp mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn.